Kính chào bà con, ngày hôm nay Thế chia sẻ với bà con cái cách để trị cái bệnh mất ngủ và suy kiệt sức khỏe, làm sao để hồi phục sức khỏe cho bà con làm nghề cạo mũ cao su. Cái nghề cạo mũ cao su là cái nghề mà mình gắn bó càng lâu năm với nó thì cái sức khỏe, sắc diện, sắc vóc của bà con càng ngày càng đi xuống. Và nguyên nhân chính yếu chứ tức là do hức đêm hức hôm nhiều. Dẫn đến là cái gan của bà con á nó sẽ nóng, nóng gan, và cái gan của mình đó bà con thì mình sinh sống bao nhiêu năm thì cái gan nó cũng hoạt động bấy nhiêu năm, và cái gan là cái nơi mà nó lọc thức ăn á, thức ăn sau khi chuẩn bị chuyển thành máu để lưu dẫn đi khắp cơ thể để nuôi tế bào thì nó qua gan một lần cuối cùng và để cho gan lọc những cái độc tố ra. Khi mà mình ăn những thức ăn mà nó có nhiều độc tố nè, như là phân hút hóa học, hút trừ sâu hoặc là những cái độc tố, những cái kim loại nặng, những cái gì mà nó độc, nó ảnh hưởng đến cơ thể thì lá gan nó sẽ lọc ra hết. Nó lọc ra rồi xong rồi nó sẽ giải phóng ra ngoài. Tuy nhiên do bà con thức đêm thức hôm nhiều dẫn đến cái gan của mình nó nóng, nó suy kiệt, suy giảm chức năng, thì nó sẽ cái điều đầu tiên nó sẽ bà con dễ thấy nhất là nó sẽ cái khả năng giải độc của nó sẽ yếu xuống, làm cho là nó lọc cái độc tố trong cái thức ăn trước khi sau khi cái dinh dưỡng nó chuyển thành máu á, thì nó sẽ bị yếu kém đi, dẫn đến là bà con sẽ xảy ra những cái tình trạng như là nổi mụn nè, rồi ngứa ngứa ngáy, hoặc là những cái bệnh như nổi mề đay, ngứa ngáy, mụn rồi á. Có những bà con là mụn nó ra nó nổi lên rất là nhiều thì cũng là do cái biểu hiện biểu hiện đầu tiên của cái lá gan mình nó suy yếu. Còn nặng hơn thì da dẻ nó sẽ sạm sạm lại, sạm đen lại, và nó sẽ sinh ra những cái chứng bệnh như là vàng da, xơ gan, ung thư gan. Đó là những cái triệu chứng dẫn đến cái lá gan nó bị suy yếu. Thì ngày hôm nay để giải độc được cái lá gan thì bà con mua cái Huệ Đà giải độc gan á để về bà con uống. Thì cái Huệ Đà giải độc gan á nó sẽ lọc những cái độc tố trong gan ra. Ngày bà con nó sẽ uống 6 gói và chia ra làm 3 lần sáng trưa chiều, và uống chừng 3 hôm bà con sẽ thấy ăn ngon, ngủ ngủ hẳn giấc. Vì gan nóng và men gan cao cũng chính là nguyên nhân gây khó ngủ, cộng với việc thức đêm nhiều á làm hại gan. Thì sau khi bà con uống một thời gian sẽ thấy ăn ngon, ngủ ngon và da dẻ tươi nhuận và đẹp ra. Nếu là phụ nữ thì nếu đã ăn ngon và ngủ ngon rồi thì da dẻ sẽ đẹp dần ra, và muốn đẹp thêm thì bà con lấy lòng đỏ một cái trứng gà, gà ta có trống, 2 muỗng mật ong rừng. Mật ong rừng chứ đừng mật ong nuôi nha bà con. Một giọt duy nhất nước cốt chanh thôi. Rồi 2 muỗng sữa chua cái. Có thể thêm vào 1 đến 2 giọt nước cốt gừng, nước cốt nghệ á, nghệ nha bà con, thấy nhầm, nước 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 cốt nghệ. Rồi hòa trộn đều cái đó, và trước khi ngủ á bôi bôi lên mặt, rồi sáng ngủ dậy khi nào giờ thức dậy, ví dụ thức dậy đi cạo thì rửa. Rồi một ngày thì mình bôi cái hỗn hợp đó 1 lần. Rồi ngày hôm sau á mình lấy cái bột mà bột sắn dây á, bột sắn dây bà con trước khi ngủ á bà con khoa dưới nước á, xong rồi trước khi ngủ bà con là bôi lên rồi để dậy ngủ, khi thức dậy đi cạo thì bà con rửa sạch. Cứ ngày bôi cái hỗn hợp trước và một cái hỗn ngày sau thì bôi cái hỗn hợp là bột sắn dây. Bột sắn dây là phải được bột sắn dây nguyên chất của công ty Quy Nguyên luôn nha bà con. Thì bà con sẽ làm thời gian ngắn thôi, chừng độ tuần đổ lại thì da dẻ nó sẽ trắng nè, ta kêu bằng mặt
mặt hoa da phấn á, nó đẹp ra trắng căng bóng mịn. Đó là cái cách sẵn đây thấy cũng chia sẻ với bà con luôn. Thì tiếp theo thì để trị được cái bệnh mất ngủ và suy kiệt sức khỏe nữa, thì sau khi lọc lá gan sạch rồi thì ăn uống á, thì bà con sau 5 giờ chiều á thì bà con đừng có ăn bất cứ thứ gì nữa để bao tử nó được nghỉ ngơi. Bao tử mà nó trống, nó được nghỉ ngơi á, thì bà con sẽ có giấc ngủ sâu. Và 3 ngày sau 5 giờ bà con đừng có ăn nữa, đừng có ăn uống bất cứ thứ gì, tức là đừng có ăn cái gì hết. Nếu mà muốn ăn uống thì trước 5 giờ thì mình ăn đi, rồi sau 5 giờ đừng có ăn uống bất cứ thứ gì nữa. Chỉ khát nước thì uống nước nước lọc thôi, nước đun sôi, hoặc là tốt nhất là có máy lọc Kangen á, máy lọc nước á, thì bà con uống nước đó thôi, chứ còn đừng có ăn uống gì nữa. Thì cứ sau 5 giờ hoặc mà bà con không có ăn uống bất cứ thêm gì nữa ngoài nước lọc, nếu bà con thấy khát á, thì chỉ sau 3 hôm thôi bà con sẽ cảm thấy ngủ rất là ngon và ngủ sâu ha. Rồi về dinh dưỡng bổ sung á, thì bà con mua cái bột sữa dinh dưỡng ông thầy Trệ Hải á, ngày bà con uống, sau khi mà con ăn uống bình thường theo chế độ mình hay ăn á, thì bà con uống thêm cứ ngày 2 đến 3 gói bột sữa dinh dưỡng cao cấp ông thầy Trệ Hải. Và cộng với việc nữa là bà con đừng có uống cử những cái món ăn, hoặc là một là hạn chế nè, hai là bỏ hẳn luôn cũng được, như là đường đường với nước đá ha, bỏ bỏ hẳn ra ngoài cuộc sống, còn không thì không bỏ được thì sử dụng số lượng ít đường nha bà con, đường với nước đá. Rồi và cái quan trọng cuối cùng là khi ngủ tuyệt đối là phải cách xa nguồn điện 3 mét trở lên, và tắt hết tất cả các wifi, các sóng wifi, sóng 3G, 4G, 5G, tắt nguồn điện thoại và không sử dụng điện thoại càng lâu càng tốt. Đó là cái bởi vì cái sóng điện thoại nó sẽ nếu mà bà con để gần, hoặc là cái sóng wifi, hoặc là cái nguồn điện á, nó sẽ làm ảnh hưởng lớn rất nhiều đến cái bộ não, nó sẽ lâu ngày nó sẽ gây ra những cái chứng bệnh về về não á, như bà con thấy là những cái trụ mà trụ phát wifi, phát mobi hay Viettel á, thì thường xung quanh những cái trụ đó đó, bà con để ý là những người dân mà vùng lân cận đó, là sẽ ít nhất cũng phải một hai người sẽ có những cái triệu chứng về tâm thần á, thần kinh, bởi vì cái sóng đó nó sẽ làm hại cái bộ não của mình rất nhiều. Chính vì vậy thì bà con nên tắt tất cả các sóng, các wifi, tắt điện thoại, và cách xa nguồn điện 3 mét trở lên. Là nếu bà con thực hiện được hết tất cả các cách đó thì bà con sẽ có được cái giấc ngủ sâu. Chỉ cần một ngày bà con ngủ sâu, ngủ ngon thôi, thì sức khỏe nó hồi phục lại một cách lạ thường, da dẻ nó sẽ tươi nhuận và tinh thần nó sảng khoái. Ngày càng, nếu mà phụ nữ thì ngày càng đẹp ra, cũng như là bà con sẽ cảm thấy là năng lượng tràn trề để làm được bất cứ việc gì. Và cái sức khỏe ngày càng hồi phục, ngày càng tráng kiện trở lại, mặc dù tuổi cao sức yếu, tuổi cao nhưng sức không yếu ha bà con, vẫn sống vui khỏe với con cháu. Rồi ngày hôm nay thế cũng chia sẻ ngắn, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, kính chào và hẹn gặp lại bà con.